Vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2016, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đồn biên phòng Trung Lý đã bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép 69 bánh heroin. Theo đó, tổ tuần tra của đồn biên phòng Trung Lý, huyện Mường Lát tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 15C thuộc địa phận Bản Táo, xã Trung Lý đã phát hiện hai đối tượng đi trên hai xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu dừng lại, song hai đối tượng cố tình bỏ chạy. Bằng những biện pháp nghiệp vụ và sự mưu trí dũng cảm, lực lượng đánh án đã áp sát tiếp cận được xe của hai đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng đánh án tiến hành kiểm tra phương tiện hành lý của hai đối tượng và phát hiện thu giữ 69 bánh heroin, tương đương với hơn 26 kg, hai xe máy, hai điện thoại di động, 600.000 đồng và 153.000 kíp Lào. Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận tên là Lự Tho, sinh năm 1975, và Vàng Tụa Tho, sinh năm 1984, đều trú tại bản Hội Xón, cụm Mường Hạm, Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Ngày 21 tháng 10 năm 2016, hai đối tượng được một người đàn ông ở Việt Nam thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam với giá 40 triệu đồng. Khi vận chuyển đến địa bàn xã Trung Lý, thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ. Đây cũng là chuyên án lớn nhất ở địa bàn tỉnh Thanh Hóa được bộ đội biên phòng Thanh Hóa triệt phá. Trong 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có 5 dự án may xuất khẩu hoàn thành hoặc hoàn thành một phần. Các dự án may mặc đi vào sản xuất có ý nghĩa quan trọng, đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2016. Bên cạnh đó, các dự án dệt may tiếp tục mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động khu vực nông thôn. Các dự án này sẽ góp phần tạo nhiều cơ hội việc làm cho lao động khu vực nông thôn, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm và đầu năm 2017. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng tỏ ra khá lo ngại khi tại một số địa phương, các dự án may có khoảng cách gần nhau, một số nhà máy nằm trên trục quốc lộ nhưng chưa có đường gom vào nhà máy để đảm bảo an toàn giao thông. Trong ngày 22 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông trạm Quảng Xương, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bao gồm 9 tủ lạnh, 146 bộ máy điều hòa không khí đã qua sử dụng, 450 bao thuốc lá Hero và 200 bao thuốc lá Z. Các lô hàng trên được vận chuyển trên hai xe tải mang biển kiểm soát 17C06683 do Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1975, thường trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình điều khiển, và 79C05642 do lái xe Nguyễn Ngọc Tuấn, trú tại huyện Diêm Khánh, tỉnh Khánh Hòa điều khiển. Trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn toàn tỉnh diễn biến phức tạp, tai nạn đường sắt có chiều hướng gia tăng. Các vụ tai nạn đường sắt xảy ra chủ yếu tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, nhất là đường ngang dân sinh. Nguyên nhân gây ra tai nạn phần lớn do người tham gia giao thông đường bộ không chấp hành đúng các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ khi vượt qua đường sắt. Để ngăn chặn tình trạng vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an các địa phương lập chốt kiểm tra tại các đường ngang dân sinh. Qua kiểm tra, đã xử lý hơn 93 trường hợp vi phạm quy định chấp hành tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt, không dừng phương tiện trước vạch dừng khi chắn đã đóng, đèn đỏ, chuông reo tại các đường ngang dân sinh. Vào hồi 9 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 10, tại km 306 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ hơn 700 kg thịt chó mèo cùng nội tạng đông trong quá trình phân hủy. Tại thời điểm kiểm tra, xe tải mang biển kiểm soát 18C05596 do lái xe Phạm Lương Bằng, sinh năm 1984, quê ở xã Quỳnh Giao, Quỳnh Phú, Thái Bình, điều khiển chở trên thùng xe hơn 700 kg thịt chó mèo và nội tạng đông trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối. Lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc cũng như kiểm dịch số hàng nói trên, đồng thời khai nhận toàn bộ lô hàng trên được thuê chở từ Đà Nẵng ra Nam Định để tiêu thụ.